Xin chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Và hôm nay xin giới thiệu với anh em về chiếc Amply Đà Nông. Model là AVRX2000. Đây là một trong những dòng Amply thế hệ đời mới, tích hợp rất là nhiều công nghệ hiện đại. Con này thì nó sẽ hỗ trợ kết nối HDMI, chuẩn của nó lên tới là video 4K, đảm chất lượng cao, video 3D, chức năng ARC, và hỗ trợ các định dạng đa kênh thế hệ mới như là Dolby True HD, DTS Master Audio, chất lượng âm thanh, hình ảnh cao cấp. Và nó vẫn có cổng quang để anh em có thể chơi nhạc mạng từ Smart TV tiện lợi. TV nào nó cũng có hỗ trợ cổng quang, chơi YouTube từ Smart TV rất là hay. Và có cổng analog để chúng ta có thể chơi nhạc từ đầu đĩa. Và phía trước này thì nó sẽ có thêm cái cổng kết nối là cổng USB. Và với cổng USB này thì ta sẽ có thể chơi được nhạc số, file MP3, file WMA. Và con này thì nó chơi được file black luôn. Đây là định dạng audio cao cấp, chất lượng tương đương như là những cái đĩa CD gốc, chất âm nó sạch sẽ và chi tiết. Và khi mà kết nối dây mạng LAN vào chiếc Amply này thì nó sẽ có khả năng để chơi được AirPlay. Chơi AirPlay là chơi nhạc không dây từ những thiết bị iPhone, iPod, iPad nha. Và radio internet. Về cái kích thước của máy là chiều ngang dòng size lớn 434mm, chiều cao 167mm và chiều sâu của nó là 330mm. Trọng lượng là 9,5kg. Con này về đẹp keng và sẽ kèm theo điều khiển từ xa nè, catalog nè, Đà Nông AVRX2000. Và nó sẽ hỗ trợ nhiều chế độ nghe nhạc, chế độ multi stereo nghe nhạc bằng tất cả kênh loa, và chế độ hỗ trợ điều chỉnh EQ, chỉnh được là equalizer, chỉnh được bass chép EQ, chỉnh được EQ từng kênh, volume từng kênh. Anh em có thể tùy tiện theo ứng dụng riêng tại gia đình. Và đối với một con đi đặt kênh thì nếu chúng ta điều chỉnh và cài đặt đúng thì nó sẽ phát huy hết tất cả những cái tính năng, công suất, chất âm. Thì anh em đánh giá một con đi đa kênh yếu dở thì đó là một cái quan niệm chưa đầy đủ về con đi đa kênh. Anh em phải cài đặt full chức năng thì nó mới phát huy hết tất cả những cái phần tối ưu của chiếc Amply. Thì đây là một chiếc Amply giải trí tại gia đình, thì nó sẽ có khả năng để chơi nhạc, chơi phim và vẫn có thể lắp thêm vang để chơi karaoke tốt trong phạm vi gia đình. Và hiện tại là em đang kết nối cổng BD, đây là cổng HDMI, anh em có thể thấy tín hiệu từ đầu đĩa HD đưa vào. Rồi bây giờ thì em sẽ test chất âm của nó luôn. Còn về hướng dẫn sử dụng và cài đặt thì anh em có thể vào kênh YouTube của Vinh Thành Audio của em. Nó sẽ có cái mục danh sách phát và nó sẽ vào mục là hướng dẫn sử dụng và cài đặt nha. Tại đây thì em đã làm rất là nhiều video hướng dẫn về các dòng Amply đa kênh, test và cách cài đặt, sử dụng vân vân. Rồi đây là cổng HDMI, cổng đu ray nha. Rồi anh em sẽ thấy là chất âm của nó cực sáng tiếng nha. Và tiếp theo nữa là test cái cổng TV audio. Đây là cổng quang, tín hiệu từ Smart TV xuống. Và con này thì nó có AirPlay nha. Anh em kết nối mạng internet vào thì ta chơi được AirPlay. Em đã test cái IP có đầy đủ nha. Đây là cổng USB nha, rồi em sẽ cắm vào luôn để nó nhận diện USB. Rồi anh em sẽ thấy là chất âm của nó cực kỳ quy lực nha, bass lực và chép sáng với sự hỗ trợ của bộ điều khiển equalizer chỉnh riêng biệt từng kênh loa, chỉnh bass chép nên chất âm nó sẽ mạnh mẽ hơn rất là nhiều so với một chiếc Amply chưa điều chỉnh cài đặt. Rồi tiếp theo nữa là cổng CD, cổng analog, anh em có thể chơi nhạc từ đầu đĩa đưa vào. Rồi tiếp theo nữa là cổng USB luôn. Em có thể chọn trên cái điều khiển nè, USB, iPod USB nha, em đã cắm USB này vào. Rồi nó sẽ nhận diện được cái bài nhạc ở trong USB, file black nè.
Rồi hoạt động ok nha. Ta có thể lựa chọn qua bài nè. Vâng, dừng lại nè. Để điều chỉnh bắt chép nha, thì anh em nhấn giùm em là nút setup nè. Audio nha. Audio enter nè. Mũi tên lên xuống tới cái mục là tone nè, enter nè. Anh em chuyển sang là on nha. Nếu mà off thì nó sẽ không chỉnh được EQ, chỉnh được bắt chép. Rồi tại đây ta sẽ nhấn enter rồi mũi tên trái phải để điều chỉnh chép. Rồi EQ thì em đã cài đặt bên trong rồi, anh em chỉ việc sử dụng mà thôi. Còn muốn tham khảo chi tiết thêm thì xem thêm về cái vấn đề cài đặt tất cả những dòng âm ly đa kênh của Danone, nó cũng sẽ tương tự nha. Rồi bây giờ thì em sẽ trở về cổng Blu-ray nè. Con này thì để sử dụng chế độ nghe nhạc bằng tất cả kênh loa thì anh em nhấn giùm em là nút Music. Rồi nhấn tầm 3 giây, 1, 2, 3 thì nó sẽ có mũi tên lên xuống nha. Thì ta sẽ chọn mũi tên lên xuống nè. Rồi nhấn Enter nè. Multi Stereo, nghe nhạc bằng tất cả kênh loa. Rồi, tháo loa ra nha. Rồi, em sẽ test các cổng ra loa. Rồi, loa phong nè. Phong là phong R. Loa center. Loa surround. Surround. Surround nha. Surround back. Rồi hai cổng này thì ta cài đặt mở lên thì nó sẽ hoạt động nha. Đây là cổng HDMI in, tín hiệu từ đầu Blu-ray đưa vào. Out xuất sang TV có chức năng ARC, cổng quang tín hiệu từ Smart TV, cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa. Danone AVRX2000 100V 500W, trở kháng loa là từ 6 ohm cho tới 16 ohm. Con này phiên bản năm 2013. Máy khá đẹp nha. Đây là thông số của nó, 185W nhân cho 7 kênh 4K HDMI, AirPlay, Radio Internet đầy đủ luôn. Và với chiếc âm ly Danone AVRX2000 đẹp long lanh hoạt động hoàn hảo thì em sẽ bán với giá là 3.900.000. Cái giá siêu tốt cho anh em trải nghiệm âm ly công nghệ cao. Rồi anh em quan tâm mua hàng vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 079 999 3852. Xin cảm ơn em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.